نواقض الوضوء، يعني أشياء إذا حدثت للإنسان يكون وضوءه باطل، منتقض، لابد أن يعيد الوضوء ولا يمكن أن يصلي بهذا الوضوء. نعم. Và những điều sẽ làm hư cái bộ đồ của mình, hư nước hành lễ salat của mình. Thì khi mà những điều này xảy ra thì cái nước hành lễ của mình sẽ bị hư và chúng ta phải bắt buộc phải lấy lại một lần nữa. الخارج من السبيلين مطلقا، خارج من القبل او من الدبر، اي شيء يخرج من القبل او من الدبر من رجل او من مرأة ناقض للوضوء. Những thứ xuất ra từ bộ phận kín của chúng ta, bất kể là bộ phận kín ở đằng trước hay là đằng sau, thì bất kỳ những thứ xuất ra từ hai đường đó thì đều làm hư nước chân lên người salat của mình. Bowl او غائط او ريح، bất kể là nước tiểu hay là phân hay là khí thì tất cả những điều đó đều làm hư nước hành lễ vô tội. أو دم أو حصى أو دود، kể cả máu hay là những cái thứ khác. نعم. الناقض الثاني زوال العقل، إذا ذهب العقل سواء كان بنوم أو إغماء أغمي عليه أو سكر أو جنون. نعم. Thì một điều nữa làm hư nước hành lễ salat của mình đó chính là chúng ta mất trí nhớ tạm thời bằng bất kỳ những lý do nào, như là chúng ta không nhận thức được tạm thời, như là ngủ hay là chúng ta bị ngất xỉu hay là chúng ta bị say rượu, thì tất cả những điều đó sẽ làm cho chúng ta mất nhận thức tạm thời và làm vô hiệu hóa luôn cái nước hành lễ vũ trụ của mình. أكل لحم الإبل، أكل لحم الجزور. نعم. إذا أكل لحم إبل انتقض الوضوء. Và khi chúng ta ăn thịt của lạc đà thì nó cũng làm hư cái nước vũ trụ của mình. نعم. ونسأل عافية السلامة الردة مبطلة كل الأعمال، يعني ما يمكن أن يتكلم يسب الدين أو يسب الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. نعم. Một điều nữa đó chính là chúng ta thoát ly khỏi tôn giáo bằng bất kỳ lý do nào, như là chúng ta phỉ báng tôn giáo của mình hay là chúng ta phỉ báng bôi nhọ những vị sứ giả trước trước của chúng ta như là Muhammad sallallahu alaihi wasallam, thì tất cả những điều đó sẽ khiến chúng ta thoát ly khỏi tôn giáo và làm hư cái nước vũ trụ của chúng ta.